Xuất Ai Cập Ký, chương 26. Đền tạm. Làm đền tạm với 10 tấm màn dệt bằng chỉ gai mịn, màu xanh, tím và đỏ với hình cherubim do một người thợ tài giỏi thêu lên. Tất cả các màn này đều cùng cỡ bề dài 14 mét và bề ngang 2 mét. Kết 5 tấm màn thứ nhất dính lại thành một tấm lớn, rồi cũng kết 5 tấm màn còn lại thành một tấm lớn. Làm các vòng bằng chỉ xanh dọc theo biên của tấm màn lớn thứ nhất, rồi cũng làm các vòng cho tấm màn lớn thứ hai. Làm 50 cái vòng trên một cạnh của tấm màn lớn thứ nhất, cũng làm 50 cái vòng trên tấm màn lớn thứ hai. Các vòng trên hai tấm màn này được đặt đối diện nhau. Làm 50 cái móc bằng vàng và dùng các móc này để kết hai tấm màn lớn lại với nhau thành một đơn vị duy nhất dùng làm đền tạm. Cũng lấy lông dê làm 11 tấm màn dùng làm mái che đền tạm. Tất cả 11 tấm màn này đều cùng cỡ, bề dài 15 mét và bề rộng 2 mét. Kết 5 tấm màn lại thành một bộ, 6 tấm màn còn lại cũng được kết thành một bộ, nhưng tấm thứ 6 được xếp đôi lại cho phủ xuống trước đền. Làm 50 cái vòng dọc theo đường biên của bộ thứ nhất và cũng làm 50 cái vòng như vậy cho bộ kia, rồi làm 50 cái móc đồng để móc liền hai bộ màn lông dê này lại thành một mái che đền. Mái này có một phần thẳng dư được thả thòng ở mặt sau đền, cũng có phần thẳng dư với chiều dài 0,5 m để thả thòng hai bên đền. Phủ trên mái che này một lớp da cừu nhuộm đỏ, rồi phủ trên lớp da cừu một lớp da dê. Làm vách đền tạm bằng ván xi tim, một tấm ván dài 5 m, rộng 0,5 m và đặt thẳng đứng với hai lỗ móng song song với nhau. Các tấm ván trong đền tạm đều có lỗ mộng. Vách phía nam đền có 20 tấm ván, dưới mỗi tấm ván có hai lỗ mộng bằng bạc. Tất cả là 40 lỗ mộng cho các tấm ván này. Về phía kia, tức là phía bắc của đền, cùng làm 20 tấm ván và 40 lỗ mộng bằng bạc, hai lỗ mộng cho mỗi tấm ván, làm 60 tấm cho phía sau, tức là phía tây của đền, và làm hai tấm ván cho hai góc ở phía này. Ở hai góc này, ván phải làm hai lớp từ dưới lên đến trên cùng và ghép lại với nhau bằng một cái khoen. Cả hai góc đều làm giống như vậy. Vách này có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, dưới mỗi tấm có 2 lỗ mộng. Cùng làm các thanh xà ngang bằng gỗ xi tim, 5 thanh xà ngang cho phía này, 5 thanh cho phía kia và 5 thanh cho phía tây, tức là phía sau của đền tạm. Thanh xà ngang chính giữa chạy dài từ đầu này đến đầu kia và nằm ở chính giữa các vách. Lấy vàng bao các tấm ván vách và làm vòng vàng giữa các thanh xà ngang, cũng lấy vàng bọc các thanh này. Con phải dựng đền tạm theo kiểu mẫu được chỉ cho con trên núi. Dệt một tấm màn bằng chỉ lanh màu xanh, tím và đỏ, rồi một người thợ tay giỏi thêu hình cherubim lên tấm màn. Dùng móc vàng treo màn này trên 4 trụ gỗ xi tim. Các trụ này đều bọc vàng và được đặt trên 4 đế trụ bằng bạc. Treo bức màn vào các móc và đặt dương giao ước phía sau bức màn. Bức màn này sẽ phân chia nơi thánh và nơi chí thánh. Lấy lắp chuộc tội đậy lên dương giao ước và đặt dương trong nơi chí thánh. Đặt bàn bánh thánh bên ngoài về phía bắc của đền và đặt cây chân đèn đối diện với bàn về phía nam. Làm một cái màn cho cửa vào trại. Màn phải được một thợ thêu dệt bằng chỉ lanh màu xanh, tím và đỏ, làm móc bằng vàng để treo màn này trên 5 trụ bằng gỗ xi tim bọc vàng. Các trụ này được đặt trong đế trụ bằng đồng.